Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020, lực lượng công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Hoàng Úc điều khiển vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, cập vào bờ đường Tuy Biên. Có 4 đối tượng đi bộ đến vỏ lãi, lấy 3 bọc ni lông, bên trong có chứa hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 4 số 9, đến để trên 2 xe mô tô đang đậu sẵn trên bờ. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật. 4 đối tượng khác bỏ trốn, sau đó đến đầu thú, khai nhận hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam. Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng ở Campuchia chuyển về Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Hạnh được thuê vận chuyển tiền đô la Mỹ, vàng giao cho Dân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển mỗi 100.000 đô la Mỹ là 70 đô la Mỹ. Mỗi kg vàng là 15 đô la Mỹ. Để vận chuyển tiền đô la Mỹ vàng qua lại biên giới Việt Nam Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng khác giao vàng, nhận tiền công vận chuyển, nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Trong quá trình vận chuyển gần 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt quả tang. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra đến ngày 24 tháng 2 tới.